Mày đừng ép người quá đáng nha mày. Tao thấy con mày chết. Mày chạy à. Đâm cú họng mày. Mày có đi siêu thoát không? Không. Để tao quýnh cho mày chết. Hello, xin chào mừng ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sama TV cả nhà. Theo ơi thì hiện tại bây giờ mình đang ngồi bên trong miếu ông già. Thì hôm nay thì chắc lẽ mình sẽ không quay khu vực miếu ông già. Và mình muốn trở lại ngôi nhà tôn bên kia. Tại vì hôm trước là cái con quỷ đầu chọc mà mặt nó giống như bị chết cháy đó mọi người. Thì đến một bên của miếng đây và nó có nói là quỷ chúa có sai một con quỷ khác đến trấn giữ ngôi của nhà đó. Thì hôm nay á thì trời mưa rất là nhiều, thì hiện tại vậy vẫn còn mưa. Thì chốc lát khi mà mình chào cái nhà mình xong thì mình sẽ đi qua bên ngôi nhà đó, và cái quá trình mình đi mình sẽ không quay. Khi mình đến gần ngôi nhà đó rồi mình sẽ bắt đầu quay nha cả nhà. Thì nói về vấn đề ở bên kênh Sama Vlog thì trước đó đã có quỷ chúa và quỷ thiên ma đến để buộc mình phải trả lại những cái quỷ mà mình đã giúp đi siêu thoát. Thứ nhất, thứ hai nữa là những quỷ mà mình đã bắt. Thì hôm đó mình cũng đấu tranh với nó rất là kịch liệt ở nơi ngôi nhà tôn của mình cả nhà. Và mình nhờ vào một cái bùa hộ thân của tiên ông rất là lâu rồi đã ban cho mình. Thì đến vừa rồi mình mới dám sử dụng, tại vì cái bùa đó cái bùa để đối phó những con quỷ dữ. Thì rất là lâu rồi thì rất là nhiều anh chị cô chú, anh chị cô chú cũng kêu ở Tú sao không dùng pháp bảo của tiên ông mà để bắt quỷ. Thì thật sự pháp bảo đó không thể để dùng bắt mà để dùng hộ vật hộ thân các nhà. Bây giờ mình không dùng là tại sao không dùng? Khi nào mà đến trường hợp nguy kịch, trường hợp mà dữ dằn lắm mà mình mới dùng tới đến các nhà. Thì sẵn video này thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn chị Thanh Loan đã gửi cho mình 500.000 để khích lệ tinh thần và tiền xăng cộ đi đứng và mua đồ ăn, mua đồ cúng cho ông Linh các nhà. Thì cảm ơn chị rất là nhiều. Còn nói về vấn đề mà là gạo từ thiện á, thì hiện tại bây giờ Tú đã phát xong ở bên An Giang rồi. Thì chắc có lẽ qua lễ 18 năm lễ được Đức Thầy với cái nhà ngày lập đạo đó, ngày 18 năm lễ Phật giáo Hòa Hảo đó, thì qua ngày đó mình sẽ phát lên Phật Đồng Tháp, và sau đó là mình sẽ đăng lên trên kênh YouTube Sang Mau Vlog, thậm chí đăng luôn hai kênh cho cả nhà mình cùng xem. Thậm chí là tại vì đôi khi là có người theo dõi bên kênh này mà không theo dõi bên kênh kia, thì như vậy đôi khi mình đăng bên kênh kia thì lại cô chú anh chị không có xem được video đó. Đó, mình sẽ đăng luôn cả hai kênh, anh chị cô chú thì xem ở kênh nào thì xem. Thì mình nói rõ cho cả nhà mình đón xem là 18 tháng 5, qua lễ 18 tháng 5 là khoảng tầm 20 gì đó là mình sẽ đăng lên, nhưng mà 20 âm lịch nha nhà. 18 tháng 5 âm lịch nha, 20 âm lịch nha, 20 tháng 5 âm lịch chứ không phải ngày Tây nha. Thưa các nhà, thì thôi bây giờ trời cũng đã dịu mưa đi chút xíu rồi. Mình tranh thủ mình đi qua bên ngôi nhà đó chứ không sợ bị mưa và không di chuyển vẫn được. Thì ok, thì bây giờ mình mời ông bà cô chú anh chị đang xem video thì hãy nhấn vào cái like ủng hộ mình nha. Hãy đăng ký kênh để theo dõi và được nhận được thông báo. Tại vì có rất là nhiều anh chị gọi Tú, ủa tại sao mà video của Tú được đăng lên mà anh chị lại không nhận được thông báo hoặc là được không thấy video đó, là do anh chị không có đăng ký kênh
hãy đăng ký kênh và bật cái chuông lên cho tất cả, thì anh chị sẽ nhận tất cả thông tin kênh của mình được đăng lên trên kênh đó, giống như video hình ảnh này nọ được các nhà được nhận hết đó, như vậy á sẽ tiện hơn ha. Thì bây giờ mình mong mà cô chú chị cùng mình đi qua bên ngôi nhà cả nhà. Thì hiện tại giờ mình đang ở phía sau ngôi nhà nè, mưa quá mưa. Nhỏ bên con miếu nữa đó, giờ đi vòng lúc lúc lúc. Này cỏ quá trời cỏ. Ây da. Ây da. Không thấy chuyện gì. Lâu rồi không trở lại căn nhà mọi người. Cọp mày. Ý, cái thằng này quen vậy mày? Sao hôm nay mày ở đây? Giữ nhà là nhà của ông tao, phải nhà mày mà giữ. Mày đừng có mơ. Dạ. Hôm nay mày còn bồ không? Còn. Còn luôn à. Sao bồ dai với mày? Mày đừng ép người quá đáng nha mày. Mày muốn ra, mày muốn ra khỏi nhà mày, mày phải cho tao ra chứ, mày thì mày chặn đường cho tao ra. Ây da. Cái thằng lũ đạn này nó đang ở đây quay. Cà đứng. Mày tính trốn à? Ồ, đi đâu rồi? Mày làm như thằng nhóc, đầu trọc. Ủa, mở cửa đi ra ngoài hả? Kìa, đứng kìa. Tao cho mày ở ngoài luôn. Tao cho mày ở ngoài luôn.
thử mày làm được cái gì. Ở ngoài đi con. Hôm nay tao đến đây như vậy. Mày nhỏ mày bay tao ăn thịt tao đi. Tao hôm nay tao kiếm cái nhà này lại. Tao đóng cửa rồi đâu có vô được. Ok. Chú vô kìa. Con quỷ mà chui cái lỗ đó. Mà cái cây đập thì là cái một là mày cái đầu mày CT bằng não nè. Mày đâu còn cây nào nữa. Cái này gãy gãy nè, gãy nè đó. Bây giờ mày tốt nhất là về báo cáo quỷ chúa rằng nơi đây không còn chỗ nào để chứa quỷ như tụi mày nữa. Ủa nhà này đâu phải nhà của mày mà tao chiếm. Nhà trước khi mày vào đây là nhà của mấy con viên trước rồi, của nhà của Thí An. Nhưng mà nhà này thì thầy trò Thí An ở trước, mày không có quyền ở đây, mày không có quyền ở đây. Cây ai bự hơn, cây ai già, cây bự hơn, cây ai bự hơn, cây bự hơn. Hôm nay tao quýnh cho mày đi khóc quỷ chú luôn. Trời. Mày còn cái gì nữa, tao sẽ giết mày, tao đâm mày. Mày bây giờ mày đâu con mày đâu còn cái gì đâu mà mày kêu tao đi. Hôm nay cho dù mày có lá bùa mày cũng không còn mạng đâu. Tao khuyên mày nên qua miếu ở đi, nhà trả đây cho người ta đi. Qua miếu đi tao sẽ giúp cho mày. Mày biết con quỷ đầu cái đầu trọc nhưng mà mặt nó bị chảy xệ hết trơn không? Biết quỷ đó không? Con quỷ nó cũng đầu trọc nhưng mặt mày chảy chân chảy chảy vậy nè. Ừ thì đây nó nói là quỷ chúa sai nó qua bển để mày đây phải không, nó bị tao đưa đi siêu thoát rồi. Mà thấy thì nó khỏe rồi đó. Nó không còn bị quỷ chúa sai khiến nữa, còn bản mặt mày kìa vẫn còn bị quỷ chúa sai khiến mày kìa. Mày cút đi. Mày mới cút. Ôi da. Mày đi chết. Có con nhỏ phải đi trúng với mày. Nhỏ nào? Nhỏ này mới nói nãy. Cái gì? À con nhỏ đó hả? Con nhỏ tao đưa đi thoát rồi. Mày đừng có gạt tao. Giờ còn mình tao à? Giờ tao nói mày nghe vậy nè, tao không muốn đấu với mày làm gì, tao bỏ cây cái này nè, nói cho mày nghe ha, quỷ chúa đang lợi dụng mày thôi. Chúa nào lợi dụng tao? Mày đang làm quỷ chúa là mày làm việc cho quỷ chúa hay là làm việc cho thiên ma? Nếu mày làm cho thiên ma thì phải mày quỷ đầu chọc.
Thiên Ma là giống vậy thôi. Mày có biết hôm trước Thiên Ma với Chúa cùng lúc đến đây tới nhà tao không? Nó tưởng tao dễ ăn dễ chơi lắm, nó nhà của nó ăn tao. Nhưng mà một mình nó chấp hai. Đừng có tao, tao không vô. Đó, mà mày thấy với Chúa dữ không? Mà Chúa rất là dữ, nhưng mà Chúa cũng không làm gì được tao đâu. Cái thằng quỷ đầu chọc mình nó lì. Nó lì kìa. Ai da. À. Tao sẽ giết mày. Thế cho mày chết. Mày chạy. Mày chạy à? Ây da. Mày tốt nhất nghe lời tao đi. Tao sẽ cúng cho mày ăn. Một hồi nè, chờ đánh mày nè. Mày thấy là ăn mưa không? Mày coi đây, một hồi chờ đánh mày đó. Mày leo lên. Ha. Tao đâu rảnh đâu có cướp nhà mày. Mày cướp nhà người ta mà nói tao cướp nhà mày. Giờ sao mày muốn đi cái thoát không? Mày nghe lời tao đi, tao cúng cho mày ăn. Thằng này đúng lì. Anh mày là thằng nào? Thằng anh ta là mày nhớ cái thằng áo đỏ không? Thằng áo đỏ hả? Đầu hối đó, nó nãy đó. Nhớ được chưa? Không. Không phải thằng đó tao giúp, giúp bên mấy ông già kìa. Cái thằng đó là phải anh của mày. Hôm trước mày đến nhà tao mà nó thằng kia mà. Ừ mà thằng đó cũng mặc áo đỏ nữa mà. Tao quên mặt nó rồi. Tốt nhất mày rời khỏi nhà là đi. Lì hả mày? Mày chơi dơ còn chỗ đất không à? Cái chỗ mày đất không rồi gàng chơi dơ với mày. Bọn mày lại. Mày có nhật không? Lúc kìa nè. Mày không người hỏi à, tao cho mày vô mày vô hù lâu luôn.
Thổ lô tao đang chống, tao bắt mày vô đó. Sao mày đấm tao? Tao cho mày chết. Không, tao cho mày chết. Ai da. Ai da. Mày bấm bụng tao à? Thấy tao sao không? Đó là chiêu mới của tao. Mày dám chơi cái chiêu bóp giấy làm cho thủ hả? Đi liền. Mày em đi là tao. Tao phá cửa rồi lại mày hết ra. Tao sẽ liều mạng với mày trong nhà này. Ờ đóng đi. Rồi vậy. Rồi vậy. Tao chọt cái đầu mày, chọt cái giò mày, chọt cái đầu mày, chọt cái giò mày. 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 Mày nghe lại, mày nghe lại tao không? Mày tao kêu. Đánh gần đúng rồi. Gì? Còn trúng gì? Đâm cú họng mày. Mày có đi siêu thoát không? Không. Để tao quýnh cho mày chết. Mày không muốn chết tao đâu. Vì sao? Mày có lá bồ hậu hăng. Chỉ với người cao thôi. Lá bồ không biết cho ai cho ta không? Ai? Ma Dương. Ma Dương đâu ra? Mày nói dốc. Có. Từ hồi xưa tới giờ tao chỉ nghe tiếng, tao chưa thấy bao giờ. Tại nó chưa gặp thôi. Với lại quỷ chúa hôm đó cũng chưa nói tao biết là có Ma Dương hay không nữa. Mày làm sao biết tôi có Ma Dương? Nói. Tao tình cờ gặp được ổng. Tao tha cho một mạng, coi như là tao làm phước cho mày đó. Bây giờ mày biết liệu thăng mà mày quay đầu đi. Quay đầu. Quay đầu là sao? Nè tao quăng cái này nữa là mày đi gặp ông bà luôn nè. Mày tin không? Sao? Đi. Biết chạy hả? Quỷ nó lì quá. Cái nhà chắc có lẽ con quỷ này mày phải khuyên nhủ nó từ từ. Ok, mình sẽ cúng kiến nha mọi người. Cái nhà này. Bây giờ mình sẽ cúng kiến nha mọi người. Ở đây khô, đem đây cúng đi. Cái cúng đầy mà nè. Ướt quá. Cái tổ cái bàn gì mà gỡ từng món hết chứ. Bàn
Juripro. Ê, thanh niên. Alo, alo. Ngu hả? Quá mưa rồi. Rút hình tại. Mình thấy cái nhà con quỷ này thì nó lì thiệt, nhưng mà có thể chắc có thể giáo hóa được. Mình sẽ cho nó một cơ hội, thả Thi An ra để nói chuyện với nó. Thế An đang ngủ luôn. Thế An, alo. Rồi chút queo luôn rồi. Còn nghe tiếng nó mà không nghe rõ. Con quỷ đầu trọc mày cội hoài mày. Đi ra nghe. Ủa gì mày? Gì? Nhà hoang. Gì? Nhà này đâu ở nhà mày nữa. Nhà của mày giờ đi thằng đầu chọc miệng rộng nó dành rồi. Cái thằng hổm vô nhà mình á.
Nó đây nè, đây tao quýnh lộn nó nè. Mà cái thằng này nó lì thiệt nhưng mà còn vẫn còn có thể giáo hóa được. Cố gắng thuyết phục nó nha. Dạ. Rồi thầy ra ngoài á. Dạ. Có gì nó làng lên. Có chuyện gì la lớn lên nha. Có gì thầy chạy trước. Nó giỡn. Ê. Tao à? Không. Nó lùi. Nó trốn đi nữa, không à. Không, tao không chờ. Không cho mà. Nó như chùa mà không được mở. Mày tưởng để xa tao nhớ rồi hả? Không. Thì trời ơi, tao thích ăn mày nhiều ăn. Đi mà. Không. Mày về chùa mà cũng nhà có phải ra rồi sao? Mà mày ở đâu có ông? Mình tao mỏi thôi vẫn một con còn nếu không chính là trường hết rồi. Cái gì? Ừ, mất đầu. À, không biết. Nói mình đi chùa. Mình sao? Không gì cửa đâu. Cần tốt chứ không gì hết. Không
mà miệng to lỗ mũi sâu vừa vô thầy anh chết ra này trời ơi quá. Nó mũi chứ mình chẳng có từ gầy nữa. Mặt ngang nheo, mắt không có mí. Lỗ tai nữa. Ừ, không có lỗ tai. Cái miệng nó bự rồi còn hoa không nữa. Nhưng mà còn không có gì được lên cái mặt hầm hầm cái gì. Con trai mà biểu quá. Giờ này có ta trắng mình có rồi. Tao nhịp cười. Mày trắng không chắc tao kêu ra luôn đó. Tao trắng mình có một trái mà hành văn ra rất là nhỏ. Mày nhỏ hả? Mày đứng ra mày đây coi. Kêu ra. Tao đâu. Trời trời ơi, cái răng nó nhiều rồi, nó không nhỏ rồi. Nó nhiều rồi. Răng cái răng nhiều rồi, mày chưa nhỏ rồi hả? Tao nhiều năm tao khổ luyện cái răng tao nó rất là nhỏ. Mày nhỏ rồi, vậy đó thôi. Vậy đó nè. Tao khuyên mày nó về với ưu tố, mày hứng ha. Không, giờ đó ba bạn nghiệp thêm. Ba tôi muốn hết nghiệp rồi. Giờ gặp mày mình thêm giờ nó là nghiệp thêm nữa. Mày có biết là đi về chùa với thằng tao. Tao không bắt được mày, người khác tôi bắt mày. Mày bắt thử tao coi, tao mất mày đó. Ai nhà hay thế. Mày cười cái gì hả, cái thằng đầu không có tóc chưa. Mày là một thằng đầu không có tóc, thằng ở dơ, thằng sợ, mày nghĩ đó tao sợ không đâu. Mày đưa cái mặt mày đây. Sợ mấy cái vậy? Nó buồn hộ anh. Hôm nay cho ta sẽ cho mày biết bộ mặt quỷ chúa như thế nào và thiên ma như thế nào. Giữ lại Thế An để thầy phá bỏ lá bụi người đó. Bây giờ lá bùa trên người mày không còn nữa. Đây, ngồi xuống. Bây giờ tao sẽ hút hết lực của mày và để mày ở đây, và tao sẽ cho mày biết bộ mặt thật của quỷ chúa và thiên ma. Nếu mà trong trường hợp nó đến đây ăn thịt mày, mày hãy đến tìm tao để tao giúp đỡ. Còn nếu không thì mày sẽ bị nó ăn thịt. Và sau đó cái đầu của mày sẽ được Thí An nhứt. Mày tin không? Nếu mày không tin thì tao sẽ hút linh lực ngoài hết. Mày cứ câu mặt của hả?
Chắc cái này. Thằng này nó còn cứng đầu lắm. Bắt nó lại. Ngồi xuống. Đó, đó, bây giờ mày hết lực rồi đó. Bây giờ tao sẽ không bắt mày và tao thả tụi mày đi. Để coi thiên ma có tốt như những lời mày nói hay không. Qua đây thế anh. Cho đi đi. Mày đã chọn. Trước khi mày đi mày nên nhớ. Hôm nay mày chọn con đường mày đi. Mày không nghe lời tao giúp thì mày đừng hối hận nha. Đi đi. Làm gì vậy? Con nhà thằng quỷ là chọc nó lì đi với mày. Hả? Tin tiên ma tuyệt đối là sẽ không làm gì nó hết. Trời ơi, hết tiền thương luôn. Hết ham này. Con quỷ này nó quá lì rồi. Hưởng xong chưa? Vô bệnh được chưa? Chưa. Để con thương nó có nói câu. Tao không biết là nó có cơ hội để tìm thầy để giúp nó không nữa. Tất nhiên là sẽ nó sẽ đến rồi nó bắt quỷ đầu chọc nó ăn rồi đó. Thôi vào bình đi. Hết như đủ rồi. Lần nào nó cũng lấy một dĩa trái cây đi hết. Mở cho mình có lạnh không? Có hả? Là trong nóng lên cho. Sao tỏ mày lạnh không? Mày là nóng, mày là lạnh. Cái gì? Nóng rồi, tao tỏ lạnh chưa? Thôi vô. Em đây nghe. Nghĩa nhà, cái con quỷ đầu chọc này nó lì lắm. Mình đã hút hết lực nó rồi. Thì bây giờ mình để lại để cho nó thấy bộ mặt thật của quỷ chúa và thiên ma như thế nào. Thì hôm sau mình trở lại, hy vọng là sẽ không thấy cái đầu. Mình hy vọng là nó sẽ đến tìm mình để giúp đỡ và mình sẽ đưa nó về chùa. Thì ok, thì cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều. Các nhà yêu quý nhớ đăng ký kênh like của mình nha. Chào mọi người, hẹn mọi người tập sau nhé. Bye bye cả nhà.